Dạ Phúc chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh mua bán bò của em ngày hôm nay nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì em có chạy xuống Củ Chi và em bán cho anh chủ nhà này là 2 cặp bò đực nha, 1 cặp bò đực cọp nha anh chị, và một cặp bò đực kem nha. Kem thì có một con kem giấy ra rất là đẹp nha cô chú anh chị. Và để biết hình ảnh và giá cả 2 cặp bò đực này như thế nào, bây giờ em mời cô chú anh chị mình hãy theo dõi đoạn video ngắn của Phúc Tươi nha. Trước mình cô chú anh chị đây chính là một cặp bò đực cọp Angus nha. Và con bò đầu tiên này thì sát mặt nghiêm chỉnh nha. Còn đây chính là phần sát lưng nha. Bò này thì nó là giống bò Angus siêu cọp nha anh chị, nên là con nào cũng dày đồ nha. Nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Đây chính là phần rúng của nó nha. Rúng nè. Còn chân móng thì em quan sát kiểm tra là 4 chân hoàn thiện ha. Móng sò không ổ áp xe nha cô chú anh chị. Còn chiều cao cái con bò này thì em có lấy thước em đo ngay sát lưng cái con bò này á. Thì nó cao 1m19 bò nha cô chú anh chị, 1m19 bò nha. Đó. Bò này thì nó được 10 tháng tuổi nha, cứng cáp nè, bao ăn uống cho cô chú anh chị em mình nha. Con bò này thì anh chủ nhà có nói em là anh đã chích ngừa viêm da nổi cục và lõm mồm lông móng hết nha anh chị, nên là da dẻ nói chung là rất là đẹp nha. Đó thì em quay để cho cô chú anh chị mình là quan sát rõ nha. Đó. Con bò này thì nói chung nếu như mà anh chị đã từng nuôi rồi cái giống bò này thì anh chị biết là giống bò này năng suất thịt rất là cao nha. Nó là giống bò siêu cọp Angus nha anh chị, cọp vợ nha, rất là đẹp nha chú anh chị. Đây là phần cặp mông và phần cái đuôi ha. Anh chị quan sát dùm em nha, rất là đẹp nha anh chị. Đó. Sau đây thì em xin phép là sẽ quay về con bò đực cọp Angus thứ hai ha, rồi em sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây là con bò đực cọp thứ hai ha, nó giống Angus luôn. Đây là mặt mày sát mặt ha. Đó, còn đây chính là sẽ lưng ha, rất là dày đòn nhau chú anh chị. Đó, chân trước của nó nè. Đó, chân cẳng hoàn thiện móng sau luôn nha anh chị, tất cả là nghiêm chỉnh móng sò nha. Đó, không ổ gấp xe, nghiêm chỉnh hết nha. Đó, từ chân móng từ xá tích nè. Bò này thì anh chủ nhà cũng chích rồi chim da nổi cục và lỗ mồm lông móng hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây là phần cặp mông và phần cái đuôi ha, anh chị quan sát kỹ giùm em ha. Đó, chân móng nè, đó tất cả là nghiêm chỉnh nha. Đó. Con bò này thì em lấy thước em đo ngay sát lưng của nó. Thì nó cao 1m18 bò nhau chú anh chị. Em đo ngay sát lưng của con bò ha, 1m18. Và cái con bò này thì nó cũng tầm khoảng là 10 tháng tuổi nhau chú anh chị, 10 tháng tuổi nha. Bò này thì anh chủ nhà chưa xỏ dàm nha, mới bắt khớp nha. Thì em cũng nói rõ luôn là để cho cô chú anh chị mình là nắm bắt thêm thông tin nha. Đó. Và cái cặp bò đực cọp Angus to này thì em có thương lượng anh chủ nhà rồi. Và anh ra mức giá là 49 triệu nhau chú anh chị, 49 triệu cho cặp bò đực cọp Angus này nha. Đó. Rồi nếu như mà anh chị cảm thấy nhắm ưng được cái cặp bò đực cọp Angus này thì anh chị nhắc máy liền tay gọi ngay cho em nha. Và đặt cọc trước em là 1 triệu 2 triệu ha, thì em sẽ giao đến tận nhà, đến tận chuồng cho cô chú anh chị mình nha. Và trong thời gian sớm nhất nhau chú anh chị. Rồi sau đây thì em sẽ quay về con bò kem ha. Kem này là kem 3B, kem giấy nhau chú anh chị. Đó, con kem này thì nhìn rất là đẹp nha, tướng tá bò nó đẹp, nó lực bò. Đây là phần sát mặt sát lưng nha. Đó, bò này thì em kiểm tra là nghiêm chỉnh nè. Đây là phần vai, phần cổ nha, tất cả là nghiêm chỉnh nha anh chị, to ha. Đó. Con bò này thì nó rất là dày đòn cô chú anh chị ơi, nó rất là dày đòn nha. Đó, đòn dốc thì có hết. Chân móng thì em kiểm tra 4 chân nè, tất cả là hoàn thiện ha, không ổ áp xe, móng sờ hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Con bò này thì em lấy thước em đo ngay sát lưng á. Thì nó cao 1m13 bò nha cô chú anh chị, 1m13 bò ha, xá tích nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Con bò này thì anh chủ nhà cũng chích ngừa viêm da nổi cục và lỡ mầm lông móng nha. Đít thì đít muối, cày đuôi to. Đó anh chị quan sát giùm em ha, rất là đẹp nha anh chị. Tướng tá con bò này nhìn thì nó lực bò. Đó, chân cẳng thì bao hết cho cô chú anh chị mềm nha. Đó, tầm khoảng là 8 tháng nha. Bò này thì anh chủ nhà cũng chích viêm ngừa lỡ mầm lông móng và viêm da nổi cục hết rồi nha cô chú anh chị, nên là mình đem về mà nuôi, mình chỉ cần nuôi thôi, không cần phải mà chích ngừa nữa nha cô chú anh chị. Đó thì em cũng nói rõ luôn là để cho cô chú anh chị mình nuôi thì mình yên tâm hơn nha. Ăn uống thì em bao ăn uống cho cô chú anh chị mình nha. Còn đây chính là con bò kem thứ hai nha anh chị. Đây là phần cậy đuôi ha và cặp mông ha, anh chị quan sát giùm em luôn nha. Còn đây chính là phần mặt mày nha, mặt mày của con bò nha cô chú anh chị. Đó, sát mặt nghiêm chỉnh nha. Còn đây chính là sát lưng nè, dây to nha anh chị, dây to nha, dày đòn, khung xương to nha. Đó. Con bò này thì em quan sát kiểm tra về chân móng của nó là tất cả chân móng hoàn thiện ha, móng sò, chân thì không ổ áp xe gì hết nha cô chú anh chị. Và em có lấy thước em đo cái con bò kem này ngay sát lưng á, thì nó cao 1m14 bò nha cô chú anh chị, 1m14 bò ha, dày đòn, tất cả là nghiêm chỉnh nha. Đó. Con bò này thì nó tầm khoảng là 8 tháng nha cô chú anh chị. Và anh chủ nhà cũng chích ngừa viêm da nổi cục và lởn mồm lông móng hết rồi cho cô chú anh chị mình luôn rồi nha. Thì em báo giá cho anh chị luôn là cái cặp bò đực kem này anh chủ nhà bán mức giá là 43 triệu nha cô chú anh chị, bớt cho đến từng xe ha. Anh chị cảm thấy quan tâm và nhắm ưng được cái cặp kem này thì nhấc máy gọi ngay liền tay cho em nha. Còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn buổi tập tiếp theo của em nữa nha.